Vai trò full laser trong phòng người sẹo trong khuôn khổ của bài hôm nay vì chúng ta không có thời gian, em xin được phép nói ngắn gọn trong các phần laser. Gồm có 3 nội dung. Như chúng ta đã biết, sự lành vết thương gồm có 4 giai đoạn. Thứ nhất, đông máu, viêm, tăng sinh và tái tạo. Cuối cùng của sự lành vết thương đó chính là hóa sẹo của biểu mô. Tuy nhiên các giai đoạn thì nó không có nói tiếp nhau và giai đoạn 2 có thể trồng lấp lên giai đoạn 3 và ngược lại và thường là nó sẽ không có kết thúc ở một cái thời điểm nhất định cho mình biết rõ ràng đó là giai đoạn nào. Do vậy một cái vết thương nếu như không có sự đồng đều thời điểm chấn thương thì một vết sẹo đó có thể là không đồng đều giữa các nơi trong cùng một cái sẹo. Thông thường nếu mà bình thành một cái sẹo bình thường thì thông dòng khoảng độ 3 tháng. Tuy nhiên nếu một cái sẹo sau mất 3 tháng rồi thì có thể một năm đến 2 năm sau đó đó chính là sẹo bất thường cụ thể từ một vết thương ban đầu vết thương có thể lành theo cái hướng là sẹo phẳng sau đó là sẹo lõm thường gặp ở sẹo thủy đậu sẹo sau laser cũng giống như là sẹo mụn một vết thương ban đầu có thể phát triển thành sẹo phì đại sẹo phì đại có thể là tuyến tính thường gặp ở sẹo sau phẫu thuật sẹo phì đại có thể là lan rộng thường gặp ở bệnh nhân phỏng một vết thương ban đầu có thể tiến hành thành một cái sẹo lòi sẹo lòi khác sẹo phì đại ở chỗ nó sẽ phát triển hơn so với giai đoạn đầu của sự vết thương một vết thương ban đầu có thể phát triển thành sẹo co rút, lúc này có thể ảnh hưởng các chức, ảnh hưởng đến chức năng vận động và làm giới hạn vận động của bệnh nhân. Tất cả những cái sẹo lõm, phì đại, lòi, co rút được xem là sẹo bất thường. Các nhà lâm sàng về sẹo, người ta mong muốn là điều trị một bệnh nhân sau khi có một vết thương rồi thì phải làm sao đó có một cái vết sẹo bình thường tốt nhất có thể. Họ đi tìm có lý do tại sao mà có cái sẹo hình thành như vậy khác nhau giữa các chủng tộc cũng giống như là vết thương trong đó thì họ tìm ra được những cái sẹo bình thường thì có cd34 dương tính ngược lại những sẹo đang phát triển thậm chí là những sẹo bất thường sẽ có cd34 âm tính trong đó có b16 dương tính ở sẹo bất thường đặc biệt là các các tế bào sợi phagocyt cũng giống như, như myofibroblast sẽ phát triển rất nhiều ở sẹo bất thường đặc biệt nếu là lòi thì nó sẽ có collagen của sẹo lòi phát triển nhiều hơn so với những sẹo còn lại như chúng ta nhìn thấy bên hình có những cái ta bị bỉ À, biểu bì phát triển rất nhiều ở các nhú gai. Trong đây chúng ta sẽ thấy các nhú gai, nhú gai của tế bào da là ở cái vị trí này. Đây là có những cái tiểu thể thần kinh mecne và từ tế bào squam phát triển ra. Do đó đây là lý giải tại sao ở những bệnh nhân có sẹo bất thường, bệnh nhân sẽ ngứa rất nhiều, bệnh nhân sẽ khó chịu rất nhiều là do với do cơ học chỗ này nó sẽ phát triển rất nhiều so với những cái vùng sẹo bình thường. Như vậy thì nhiều yếu tố quá thì làm sao mình điều trị cho bệnh nhân thì họ đi tìm có yếu tố nào là yếu tố chính trên bệnh nhân. Đây là một cái bài nghiên cứu của trường đại học y khoa của Singapore và China. Họ đưa ra có hai yếu tố chính đó chính là mạch máu và collagen là mạch máu à, cuối cùng để mà hình thành cái yếu tố đó vì họ nhận ra được so với kính hiển vi thì bệnh nhân tất cả những xe bất thường đều có phát triển mạch máu bất thường cũng giống như là collagen bất thường và đặc biệt là sự tái sắp xếp, xếp bất thường của collagen tiếp 1 và tiếp 3. Tiếp theo đó vào tháng 4 2023, một cái workshop tại Nhật của tất cả các nhà sẹo học lâm sàng trên thế giới, họ cũng đưa ra một cái đồng thuận về cơ chế tạo sẹo. Thứ nhất là bất thường mạch máu, thứ hai là bất thường chuyển hóa, thứ ba là bất thường tự miễn, thứ tư là gen và cuối cùng là thần kinh mạch máu. Chúng ta thấy ở đây mạch máu được lặp lại hai lần, một cái mạch máu đứng riêng và một cái chung thần kinh mạch máu. Thần kinh mạch máu chúng ta thấy là do cái tiểu thể tế bào thần kinh Maxner trong tế bào Swan phát triển ra, còn mạch máu thì họ đưa ra là có cái thứ nhất là có một cái lý thuyết nó gọi là tế bào sợi tuần hoàn có nghĩa rằng tế bào sợi đi đâu thì mạch máu sẽ đi tới đó do đó là sẹo nước cứ phát triển phát triển lên đồng thời với phát triển của các cytokin cũng giống như là tế bào biểu mô và giảm oxy máu vậy thì làm sao khi mà người ta biết được rồi thì có cái gì đó để điều trị mô đích là mạch máu và collagen hay không thì nhờ sự phát triển của công nghệ ánh sáng trong đời sống chúng ta giống như là micro À, sóng radio thì song song đó trong y học nó sẽ có tia gamma, tia x và laser. Laser là một cái công nghệ mà có cái mục đích là gồm có ba mục đích. Mục đích thứ nhất là oxyhemoglobin là mục đích về mạch máu. Mục đích thứ hai là melanin về à, sắc tố và mục đích cuối cùng là à, nước. Trong một cái hội đồng thuận của điều trị à, systematic review về phòng ngừa và điều trị sẹo, thì họ đưa ra cái laser nào có thể điều trị phòng ngừa và sẹo thì trong đó nó có ba nhóm. Nhóm thứ nhất là laser nhóm thứ hai là CO2 và nhóm thứ ba là Er:YAG và Nd:YAG. Thì trong đó bệnh viện chúng ta có được fundylazer 595 thì trong đó đích của nó chính là mạch máu oxy hemoglobin. Vậy thì trên lâm sàng thực tế chúng ta làm sao? Mặc dù là chúng ta biết thiết là vậy. Khi tiếp nhận bệnh nhân đến với mình sẽ có 3 trường hợp. Thứ nhất, bệnh nhân đến là một cái sẹo sớm mà có đỏ đỏ thì chúng ta nhìn trên lâm sàng thì thấy nó có đỏ da thì lúc đó là mạch máu phát triển ở dưới rất nhiều thì mô đích lúc này BDL sẽ có hiệu quả tình huống lâm sàng thứ hai bệnh nhân đến với mình là một cái sẹo cứng lòi và hoàn toàn không có đỏ da gì cả thì mô đích chúng ta biết rằng lúc này nó chính là collagen và BDL chúng ta sẽ gần như không có hiệu quả do đó chúng ta không có chỉ định BDL trên bệnh nhân này tình huống lâm sàng thứ ba bệnh nhân đến với mình là một cái sẹo dừa lòi vừa cứng và vừa đỏ thì lúc này mình sẽ có nghĩ rằng là BDL liệu có tác dụng hay là không thì họ đưa ra một cái giả thuyết như thế này BDL vẫn có tác dụng tại vì cái thứ phát sau khi co mạch thì nó sẽ là ức chế các tế bào viêm và nó làm giảm tổng hợp collagen và chứng tỏ là bài báo này họ cũng đăng là sự tái cấp kết collagen tiếp 2 và tiếp 1 sẽ thay đổi đi và nó sẽ giảm cái tổng hợp collagen do đó tóm lại bệnh nhân đến với mình nếu là một cái sẹo mới có màu đỏ làm mục đích của BDL chúng ta có thể điều trị phòng ngừa được tạp chí gia liệu họ nói gì về BDL so với sẹo sau so phẫu thuật thì họ cũng đồng thuận họ đưa ra rằng BDL có thể làm giảm cái mức độ cứng phù nề cũng như đỏ và sự khó chịu của bệnh nhân nếu như hồi nãy chúng ta đã có cái cơ chế là do cái tiểu thể thần kinh Smithner ở dưới những cái nhúm chân bì làm cho bệnh nhân khó chịu và họ đưa ra một cái khuyến cáo dùng video càng sớm càng tốt đặc biệt là sẽ an toàn và hiệu quả cho những cái sẹo vậy thì càng sớm càng tốt là như thế nào trong đó thì trong các tiểu vùng Ả Rập Xê Út họ đưa ra những cái phòng ngừa và điều trị thì họ đưa ra cái mốc thời gian là 2 đến 3 tháng và tại sao lại có mốc thời gian này tại như chúng ta đã biết về mô học sẹo nó sẽ phát triển trong vòng từ 2 đến 3 tháng sau khoảng 3 tháng đi rồi thì cái khả năng nó sẽ là thể bất thường do đó nếu như chúng ta can thiệp chúng ta sẽ can thiệp trước cái thời điểm nó đã bất thường đi rồi đó mới gọi là sớm vậy thì cụ thể cụ thể trên từng loại sẹo như thế nào video và sẹo nọc botropic tức là một cái sẹo bình thường bệnh nhân đến với mình là bệnh nhân một cái sẹo bình thường sau chấn thương thì lúc đó mình có làm video hay không cái này nó đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm về lâm sàng À, hỏi bệnh sử cũng giống như nếu bệnh nhân liệt vào cái chỉ định phòng ngừa thì chúng ta mới cho chứ chúng ta không cho tại vì nếu không bệnh nhân có thể chuyển thành hướng thành sẹo lõm nó rất là nguy hiểm và xấu cho bệnh nhân chúng ta phải khám và kỹ thì gây là gai lai họ vẫn cho phép chúng ta điều trị sẹo mới bằng bdl với điều kiện chúng ta nghĩ rằng có khả năng sẹo đó có thể phát triển thành sẹo bất thường bdl và sẹo phì đại thì sẹo phì đại đã được chấp nhận gần như là toàn phần À, ngang bằng với Raxinol, Raxinol là một cái à, đích là collagen thì à, chúng ta có thể video hoặc Raxinol, giống như hồi nãy em có trình bày là lý do cái cơ chế nó tấn công mạch máu, tuy nhiên cái thứ cấp của tấn công mạch máu sau đó nếu chúng ta làm sớm làm đúng thì nó vẫn làm giải quyết cái vấn đề collagen cho chúng ta. Nhưng mà laser với sẹo lõm thì như thế nào? À, đây là một cái sẹo cũng tương đối khó. Chúng ta không mạnh dạng điều trị video cho sẹo lõm tại vì không sẽ làm lõm theo. Tuy nhiên do cái bất thường trong thời gian lành thương có thể lõm nơi này, lồi nơi khác. Do đó chúng ta có thể chỉ định từng từng hướng cụ thể trên bệnh nhân khám và chỉ định từng cái cụ thể. Nhưng chúng ta không mạnh dạng bằng những cái sẹo ở trước đối với sẹo lõm. Vậy thì video tác động đến sẹo như thế nào? Đây là máy mà bệnh viện mình có, video à, 595 tác dụng mua đích của đó chính là mạch máu. Sau khi mà kích thích co mạch rồi thì uh, nhân sẽ được uh, giảm tổng hợp collagen, giảm kiểm soát viên. Tuy nhiên chúng ta ở điều trị ở bệnh nhân chúng nhi so với người lớn một điểm rất là lớn là da của em bé khác với da người lớn. Da em bé thì nó có nhú bì nhiều hơn với da người lớn. Do đó khi chúng ta chọn lựa xung độ rộng sung giống như tần số phát sung nó sẽ khác hẳn hoàn toàn với da người lớn. Cũng giống như da ở trên em vị trí mặt tay chân hoặc là quần ngực nó cũng sẽ có độ dày da khác nhau do chúng ta phải chọn khác nhau. Đây là một cái hình cũng cho chúng ta biết rằng ở trẻ em bị sẹo cũng ngứa nhiều hơn người lớn. Tại do những cái nhú bì nó phát triển nhiều hơn và chỗ đó mạch máu nhiều hơn so với người lớn. Do đó nói lên được là nhu cầu cần thiết đối với trẻ em. Tại sao chúng ta cho thuốc ngứa? À, chúng ta đã làm đủ hết các biện pháp rồi mà em bé vẫn quấy khóc. Vậy thì điều trị trên da trẻ em như thế nào? Đây là một cái đồng thuận của da châu Á. Do chúng ta là da tiếp 3 tiếp 4 khác với da châu Âu tiếp 1 tiếp 2. Tiếp 3 tiếp 4 thì cái khả năng mà tăng sắc tố sau viêm nó rất nhiều so với da tiếp 1 tiếp 2. Do đó họ khuyên chúng ta rằng nếu đối với là da châu Á thì chúng ta phải chọn mức năng lượng thấp thôi, không được chọn cao. Và còn long buông hay sắc bên là do chúng ta chọn và đánh giá lâm sàng. À, tuy nhiên họ khuyến cáo chung ở một điểm, nếu như nó là mạch máu nhỏ, chúng ta dự đoán mạch máu nhỏ thì tất cả những cái tên ta đều làm nhỏ hết gồm có tần số xung, box size cũng giống như năng lượng cũng như mình nghĩ mặt máu lớn thì chúng ta sẽ dùng năng lượng lớn đây là một cái khuyến cáo của bệnh An liễu tại thành phố hồ chí minh chúng ta là họ sẽ đưa ra một độ quận xung là 0.45 box size là 7 năng lượng là 7 và điểm lâm sàng của họ sẽ là sậm nhẹ và độ trọng lắp không được quá 10% thực tế bệnh viện mình là như thế nào đối với bệnh viện mình thì chúng em đôi khi chúng em điểm lâm sàng cũng sậm hơn tại vì do sẹo nhiều khi đến là đã quá quá muộn và chúng chúng em làm sau đó đừng có để chấp thuận bì và chấp nhận điểm lâm sàng và đảm bảo là không có tăng sắc tố sau viêm đôi khi chúng em cũng làm nhạt hơn đây là kẹo sao phỏng bệnh nhân này là một bệnh nhân phỏng đến ở bệnh viện bạn sau đó bị phẹo thì đến bệnh viện da liễu thì bệnh viện da liễu giới thiệu qua mình thì mình đã được chiếu cái laser nhiều lần sau đó thì có đáp ứng ban đầu là tưởng là sẽ mổ cái vùng cả cổ tay hai bên để luân rút rất nhiều tuy nhiên thì à, chúng em đã tiến hành theo phát đồ của bệnh viện và cuối cùng thì bệnh nhân không phải đi mổ tuy nhiên còn lại là mục đích là bây giờ là à, các thầy cô và các anh chị thấy là mục bây giờ là collagen rồi không còn là video nữa do đó là chúng em lại phải chuyển ngược về da liễu bệnh nhân này là một cái bệnh nhân đến với mình và một cái chấn thương tại lớp học sau khi va một cái thành thì chấn thương sau khi khâu thì bệnh nhân này được giới thiệu qua da liễu đầu tiên họ đã chiếu hai chu kỳ laser siêu hai bước ở vùng cạnh mắt và vùng cằm thì họ khống chế được cái vùng cạnh mắt Tuy nhiên vùng cằm thì họ không khống chế được và họ chuyển qua mình Chuyển qua mình thì mình làm video cho bạn này hay chu kỳ Thì cuối cùng là sẹo không có lên nữa, hiện tại mình vẫn theo dõi Bệnh nhân này là một bệnh nhân bị chó cắn, đến với mình hơi muộn Chúng ta thấy là sẹo nó đã, đã lên rồi Thì lúc này chúng em mạnh dạng chọn một cái tia nồng độ cao hơn một tí xíu Và cuối cùng chúng em được một điểm lâm sàng là bệnh nhân không có bị lòi lên nữa dạ nếu vậy thì bdl đối với phẫu thuật thì như thế nào tại bệnh viện mình hiện tại thì phẫu thuật tạo hình môi là rất lớn do đó là nếu như mà sau tạo hình môi có những ca cũng khó lắm chúng ta kéo căng quá thì nó chính là mô mà để cho tạo sẹo sau này nếu như có bdl tác dụng phòng ngừa thì có thể có thể thôi bệnh nhân có thể không phải bị mỗi lần hai trong những thời điểm lớn đây là một cái cam mỗi lần hai thời điểm lớn là chúng em nhận được tức là bệnh nhân phải tái tửa sửa sẹo lại sau khi lần 1 do lúc đó mình chưa có rộng rãi phát triển video dạ gì thì tại hiện tại bệnh viện nhi đồng 1 mình chỉ định video là như thế nào không phải rộng rãi mình phải chỉ định đúng tại vì nếu mình làm sai thì nó sẽ có tác dụng ngược trở lại thứ nhất là phải có tiền sử gia đình sẽ bất thường thứ hai là thời gian bị môn hóa kéo dài có nghĩa là sự bất thường của lành thương thứ ba là có yếu tố nguy cơ và thứ tư là phải có đồng thuận của gia đình vậy yếu tố nguy cơ là gì đây là em lấy của đồ tu con của nhật bản 2020 tại sao tại vì họ giống giống da của mình thì trong đó là họ có 8 cái yếu tố nguy cơ họ đưa ra thứ nhất là sự bất thường của gia đình hoặc là của em bé thậm chí là một vết nhỏ xíu thứ hai nó là một cái tuổi mà dưới 20 mươi thứ ba thứ tư đó là là tuổi từ 10 đến 30 là giai đoạn phát triển thứ năm nữa đó là bệnh nhân đang mang thai thứ sáu là à, tăng huyết áp thứ bảy là một cái nghề mà vận động như thể dục mà cường tráng thì những cái tỷ lệ này năm sáu bảy là của người lớn đây là em lấy rồi tôi con của người lớn à, cuối cùng là những vùng vận động ví dụ khớp mặt trước và là cổ tuy nhiên mình không áp dụng hoàn toàn của mình được nhưng mà mình thấy rõ được năm sáu bảy đó chính là chỉ định của mạch máu tăng sinh bất thường những cái cái này là điều là tăng sinh mạch máu hết tại bệnh viện mình thì chúng em chỉ định thứ nhất là trẻ nhỏ Thứ hai là ở vị trí tai, tại vì tai tem được rất nhiều. Thứ ba là chắc chắn bệnh nhân phỏng sẽ được điều trị. Và thứ tư nữa là những cái vùng, ví dụ như vùng ngực, vùng cổ và vùng khớp, đặc biệt là vùng khớp. Vùng khớp thì rất là dễ sẹo, à, phì đại tuyến tính. Và chúng em đặc biệt là phải điều trị theo phát đồ. Em xin cuối cùng, em xin thông điệp đề xuất thứ nhất là đối với bệnh nhân sẹo phẫu thuật, hiện tại chúng em đã làm, tuy nhiên chưa có nhiều. Thì À, trong đó có sẹo lồng ngực, có sẹo vá môi, có sẹo tổng quát diện rộng, có sẹo tạo hình tai mặt. Nếu như các anh chị mình thấy mình sao mổ rồi mà mình không có an tâm về cái sẹo đó, cũng giống như là bệnh nhân có có ý nguyện mà mình quản lý sẹo tốt hơn thì xin gửi đến tụi em. Thứ hai là sẹo chấn thương. Sao chấn thương chỉnh hình vùng mặt cổ, chó cắn, tai nạn, khớp vận động hoặc bô xe. Những người này là những những bệnh nhân mà không biết trước được, họ rất là stress trong cái vấn đề sau khi đó. Vì đó, à, được thì các anh chị nên gửi đến chúng em để cho làm cho bệnh nhân có thể trải về cuộc sống bình thường tốt hơn có thể. Và chắc chắn là phòng ngừa điều trị sẹo phỏng, chúng em vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên thì hiện tại mình chỉ có một dụng cụ duy nhất là mục đích là à BDL cho mạch máu, mặc dù là nó có collagen. Tuy nhiên tụi em rất mong ước là được một cái gì đó nó có collagen nữa. À, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị.